Yeah. Ai đi đường viết đi bên này. Ai đi đường ăn ở bên này nha. Dạ xin mời chị. Cô chú chị ăn. Đi để cho. Nước lạnh á, nước suối, nước ngọt có uống. Dưa thơm lạnh lạnh á, ngọt ngọt á. Dưa thái đô là bùn trái, đâu bài trái. À kia ơi. Hai đô là bùn trái. Trái, trái. Ờ, ok luôn. Dưa đi dưa thơm á. Lạnh á. Dầm da, mua dưa dầm da đi. Đi không? Có cái bao bọc con đi. Xoài á, xoài. Đây. Đấy. Ôi, chú này chú biết nói tiếng Việt Nam. Ăn gì đứng đấy trời. Cảm ơn. Có nghe tưởng đâu là người nước ngoài. Ăn chạy chị ơi, ăn chạy. Chị. Mà ăn cho cái bao đi. Một cái cửa, ok. Cho một bịch một đô hả? Một bịch một đô là nước tuổi nước ngọt bao uống. Ăn kèm. Đưa bao cho em bỏ vô, năm chạy. Năm chạy đi, bánh nho nhỏ. Mở ra đi. Nước suối, nước ngọt. Nước suối 2 nghìn một chai. Rồi em muốn chai 2 nghìn. Tính đô là ok. 2 chai 1 đô là. Một chai khó, một chai xoài 5 nghìn. 1 đô 1 nghìn. Một thơm, một xoài 1 đô được không? Thơm, một khó, một khó 3 nghìn. Thơm 3 nghìn. 3 ngàn. Táo ngọt á chị ơi. Nè bây giờ không có bỏ vô cho đi đó nha. Bánh cháo nhỏ đi. Bánh cô này chứ 1 đô. Một men bao ra thêm. 1 đô là 1 xoài 2 ngàn. 1 đô là 4 ngàn. 1 hôm 3 ngàn, 1 xoài là 2 ngàn, 5 ngàn, 2 trái. Mốc đồ thêm 1 nghìn. Anh ơi, lấy 3 trái xoài với 1 trái thơm nha. Không lên xe nha. Được không? 3 trái xoài 1 trái thơm. Được không? 3 trái xoài 1 trái thơm. 3 trái xoài 1 trái thơm. 2 đồ. Ok, for you. Ba trái này, ba trái một thơm. Xoài kéo á, xoài ngon á, một chai thơm, một chai xoài 5 ngàn luôn. Có lấy tiền Việt Nam không? Những Việt Nam luôn. Một chai xoài, một chai thơm. Một chai xoài, một chai thơm á, 30 Việt Nam. 30 trái. 25 ngàn. Nước miên mọi người chị, mọi người đi cái video chị. Có lại 5 ngàn, 25 ngàn được rồi. Một xoài, một xoài, một thơm. Một chai một thơm là 5 ngàn. Đúng rồi. 30 Việt Nam. Đâu rồi? Vui luôn, vui luôn. Thơm gì đâu. Muối sọc. Vũ là tố tiền. Hay là la boy nó mong nữa là tới ngon cái món. Tôi thì sống trong nó.